Mùi thơm ngào ngạt, vị ngọt đậm đà và màu sắc hấp dẫn của xôi hoa đậu đã từ lâu là một phần không thể thiếu trong ẩm thực truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, với sự sáng tạo và tinh tế, các đầu bếp tài năng không ngừng nghiên cứu để tạo ra những phiên bản xôi hoa đậu độc đáo và hấp dẫn hơn. Chính vì vậy, chúng tôi hào hứng thông báo rằng 4, 3, 2, 1. Siêu phẩm xôi hoa đậu sẽ sớm ra mắt và bạn đã có thể đặt hàng ngay hôm nay. Siêu phẩm xôi hoa đậu này không chỉ là một món ăn mà là một tác phẩm nghệ thuật, được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon và thượng hạng. Xôi hoa đậu mới này sẽ không phụ lại kỳ vọng của bạn. Những hạt xôi mềm mịn cùng với vị ngọt đậm đà và màu sắc tươi sáng của hoa đậu sẽ làm bạn cảm thấy như đang lang thang trong một khu vườn hoa đậu tươi tắn. Những ai yêu thích xôi hoa đậu truyền thống sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội thử nghiệm phiên bản cải tiến này. Điểm đặc biệt của xôi hoa đậu mới sẽ là có thêm những thành phần mới lạ, đặc biệt kết hợp tinh tế để tạo ra một trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Hương thơm của đậu xanh và những hạt gạo nếp béo ngon sẽ hoàn toàn làm bạn mê mẩn. Việc đặt hàng ngay hôm nay không chỉ giúp bạn đảm bảo được một suất xôi hoa đậu tươi ngon đầu tiên, mà bạn còn giúp được ủng hộ, cổ vũ những người đã làm nên chiếc xôi hoa đậu. Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo an toàn thực phẩm và phục vụ bạn một cách tốt nhất. Xôi hoa đậu là một món ăn truyền thống của Việt Nam với nhiều lợi ích quan trọng như 1. Giá trị dinh dưỡng. Xôi hoa đậu chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Hạt đậu cung cấp protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng và duy trì sức khỏe. 2. Cung cấp năng lượng. Xôi chủ yếu là gạo, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đây là một nguồn năng lượng nhanh chóng và rất phù hợp để bắt đầu một ngày mới, hoặc bổ sung năng lượng trong các hoạt động vận động mạnh. 3. Là bổ sung protein. Hạt đậu trong xôi là nguồn gốc protein thực vật, quan trọng cho việc xây dựng và duy trì các cơ mạnh khỏe. 4. Là chất xơ và sự tiêu hóa. Xôi thường chứa nhiều chất xơ từ gạo và đậu, giúp tăng cường quá trình tiêu hóa, duy trì độ cân bằng chất lỏng trong dạ dày và ruột, hỗ trợ đề sức kháng của hệ tiêu hóa. 5. Là bổ sung vitamin và chất khoáng. Xôi hoa đậu cung cấp vitamin B, chẳng hạn như vitamin B1, B2, B3 và B9. Cùng với chất khoáng như sắt, magie, kẽm và giúp duy trì sức khỏe nền tảng. 6. Là dinh dưỡng cho trẻ em và phù hợp với phụ nữ mang thai. Xôi hoa đậu cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ em, hỗ trợ sức khỏe cho phụ nữ mang thai và cho con bú. 7. Là sự kết nối văn hóa. Xôi hoa đậu là một phần quan trọng của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nó thường được ăn trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng, tạo sự gắn kết và tôn vinh truyền thống. 8. Là tính thẩm mỹ và sự kỳ diệu trong chế biến. Sự kết hợp giữa màu sắc, hương vị và cách trang trí xôi hoa đậu tạo nên một món ăn thú vị, tạo niềm vui và kích thích giác quan. Những ngày đầu tiên của việc phục vụ xôi hoa đậu, siêu phẩm này dự kiến sẽ tạo nên sự sốt nóng. Chính vì vậy, đừng để lỡ mất cơ hội thử nghiệm món ăn ngon miệng này. Đặt hàng sớm hôm nay và chuẩn bị trải nghiệm một chuyến du hành ngon miệng, không giới hạn của vị giác cùng siêu phẩm xôi hoa đậu. Cách đặt hàng nhanh nhất là bạn hãy bình luận dưới video này, hoặc bạn có thể liên hệ với tôi theo hướng dẫn của phần dưới phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sớm nhất. Hãy liên hệ với tôi nếu có bất cứ thắc mắc gì. Tôi sẽ phúc đáp lại ngay cho bạn.